Chào các em học sinh. Hôm nay thầy sửa bài ôn tập kiểm tra. Xin lỗi, không phải kiểm tra. Ôn tập giữa học kỳ 2, phần trắc nghiệm cho chúng ta. Chúng ta chú ý lắng nghe. Thầy sẽ giảng ngắn gọn nhanh, bởi vì để tiết kiệm cái độ dài cái video up lên cho nó dễ đó em. Cho nên em nào không hiểu thì quay coi đi coi lại nhiều lần nhé. Và lắng nghe cho nó thật kỹ nha. Không hiểu câu nào thì dừng lại, tua lại cái chỗ câu đó xem lại nha. Nào, làm những bài trắc nghiệm thì chúng ta phải biết cách làm. Trước hết là mình phải nhìn 4 option trước. Cái này gọi là option, lựa chọn đó. Xem coi những cái lựa chọn nó bao gồm những cái từ loại nào, nó có chứa đựng cái điểm ngữ pháp nào trong đây không. Rồi sau đó mới nhìn câu người ta cho và phải nhận biết điểm ngữ pháp trong câu đó liền, để nhận thấy cái sự liên hệ giữa cái điểm ngữ pháp của câu với cái option, nó có liên hệ ngữ pháp với nhau thì mình chọn. Đó là cách làm trắc nghiệm đó, chứ không phải là chúng ta đánh đại hay là suy đoán gì đâu nha mấy em nha. Phải biết cách làm. Rồi câu 1, nhìn 4 option trước thì phải nhận biết tất cả chúng nó đều là connectives nè. Đều là liên từ. Trong đó mình thấy vế đằng sau nó là một mệnh đề. Rồi trước là tính từ. Mình học ở bài 6 rồi. Sau tính từ có thể dùng mệnh đề that. Cho nên chúng ta chọn đáp án là that. Câu số 2. Nhìn 4 option thì chúng ta thấy liên hệ tới cái câu đề bài thì thấy đó là dạng câu hỏi đuôi, thì mình phải nhớ ngay tới điểm ngữ pháp câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi thì dựa vào phía câu trần thuật. Câu trần thuật ở đây người ta sử dụng used to. Used to là diễn tả một sự việc thường làm trong quá khứ. Như vậy đây là quá khứ thì trợ động từ đằng sau phải là trợ động từ của quá khứ ha. Used to mặc dù nó là modal, nhưng mà khi ở thể phủ định và nghi vấn nó lại mượn trợ động từ, chứ nó không có được như những động từ đặc biệt khác mà là nó lấy lại không được. Do đó mình chỉ chọn được có tít hoặc như trên thôi. Rồi mình phải nhớ lại cái điểm ngữ pháp của câu hỏi đuôi. Câu trần thuật khẳng định thì câu hỏi đuôi sẽ phải phủ định và ngược lại. Vậy thì chúng ta chọn didn't he, câu phủ định. Câu số 3. Nhìn 4 option. Có chia thì, có chia dạng của động từ. Nhìn câu đề bài có if, và nghĩ ngay tới điểm ngữ pháp mình học trong bài số 6, đó là câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1, nhớ ngay công thức, mệnh đề chính đây thì tương lai đơn, nhưng mà đây là câu mệnh lệnh cho nên nó là dạng hiện tại đơn. Còn mệnh đề if luôn luôn là hiện tại đơn nha. Cho nên mệnh đề if chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn, thì phát thuộc công thức của thị thì hiện tại đơn động từ để nguyên, mở ba số thì thêm s hoặc es vô. Câu 4, nhìn 4 option. Cái này mình nhìn mình thấy nó về từ loại thì đứng không một mình như vậy thì mình thấy nó là giới từ. Mà đưa lên đây thì mình thấy mình đã học ở bài số 7 động từ cụm phrasal verb. Thì theo nghĩa để chọn cái tiểu từ lúc mà nó đi với lại một động từ để nó thành động từ cụm thì những từ này gọi là tiểu từ nha các em. Nhớ bài học thầy giải rồi nha. Để xem coi nó nghĩa gì thì mình phải hiểu nghĩa thôi. Tôi không nghe được cái máy thu thanh. Bạn có thể mở nó to lên một chút được không? Mở to lên, turn up. Câu 5. 4 liên từ. Như vậy là chỉ cần biết nghĩa, chọn cho đúng liên từ thôi. Tôi thích sống ở miền quê, bởi vì tôi thích thế giới tự nhiên. Trong 4 option ở đây, chữ as đồng nghĩa với lại because là bởi vì. Câu 6. 4 option có dạng động từ có thì. Câu đề bài nhớ ngay cấu trúc của động từ suggest. Ở đây là động từ suggest dùng với mệnh đề that. Thì sau đó chúng ta có thể dùng should hoặc verb nguyên mẫu không thôi.
không cần có suất cũng được, nhưng verb phải là nguyên mẫu, phải học thuộc cái dạng của điểm ngữ pháp đó. Như vậy ở đây chọn take, bất kể chủ từ đó là 13 suất hay không, không cần thiết. Câu số 7, nhìn cũng là những cái từ nói. Hai, như vậy chọn nghĩa thôi. Chúng tôi không thể đi dã ngoại theo kế hoạch được, bởi vì lúc đó trời đang mưa to. Bởi vì, còn một chữ bởi vì nữa, đó là chữ since. Since, as, because, ba chữ đều có nghĩa là bởi vì. Câu 8, nhìn 4, lựa chọn trước. Nhìn câu đề bài, lưu ý ngay giữa hai dấu phẩy thì chỉ dùng however hoặc therefore mà thôi. Hai câu này không dùng trường hợp giữa hai dấu phẩy như thế này được. Như vậy chỉ còn về nghĩa thôi. Mắt xem yếu, vì thế à, không phải, tuy vậy cô ta không muốn đeo kính, tuy vậy mới đúng nghĩa. Tuy vậy, however. Câu 9, 4 option. Đây là bắt đầu của những cái lời đề nghị. Rồi mình lưu ý verb nguyên mẫu. Why don't thì phải có chủ từ. How about phải verb in. Less là câu không hề có chấm hỏi. Chỉ còn lại đáp án why not. Sao lại không đi xe lửa thay vì xe buýt chứ? Sao lại không, why not? Câu 10, 4 option. Dạng động từ và cũng có khi có thì trong đó. Nhìn câu đề bài, điểm ngữ pháp, động từ suggest. Không có mệnh đề ở đây là không có dùng mệnh, không có dùng suggest đó. Suggest, verb in. Câu 11, cũng là những cái connectives. Theo nghĩa, chúng ta có thể ăn ở nhà, hoặc nếu em thích, chúng ta có thể đi ăn nhà hàng. Nếu, if. Câu 12, phrasal verb có hai dạng loại, nguyên mẫu hoặc timing, và có hai nghĩa, bật lên hoặc tắt đi. Would you mind, dùng verb in. Theo nghĩa, xin bạn vui lòng tắt đèn, giờ này là giờ ngủ, tắt đèn, turning off. Câu 13, tiểu từ để gắn với động từ lúc thành ra một phrasal verb. Cũng theo nghĩa thôi, đừng có đi tìm tôi nữa, tôi không bao giờ gặp lại bạn đâu. À, đừng đi tìm nữa nhé. For. 4 option, dạng động từ và có thì. Suggest, đằng sau không phải mệnh đề. Như vậy không phải là suggest that. Suggest verb in. 15, dạng động từ và có thì nữa. Câu đề bài, if, câu điều kiện loại 1. Điều kiện loại 1, mệnh đề if thì hiện tại đơn, mệnh đề chính sẽ là tương lai đơn. Well explained. Câu 16, tiểu từ gắn với động từ lúc để tạo thành một động từ cụm, phrasal verb. Theo nghĩa, ai trông nom mấy đứa con của bạn khi bạn đi xa nhà. Trông nom là look after. Động từ cụm tiếp. Hỏi gì? Trả lời, my lost pen, cây bút bị mất thôi. Vậy hỏi bạn đang tìm gì thế? Tiếp tục look for, tìm kiếm. Giới từ. Đây không phải phrasal verb giới từ. Đi với động từ litter, giới từ dùng là with, phải học thuộc lòng. Có những giới từ nó đi cố định theo những cái tính từ, danh từ, động từ khác nhau. Câu 19. Rồi, tiếp tục là những tiểu từ để trở thành phrasal verb đây. Bạn nên dọn dẹp sạch sẽ tất cả rác rưởi trên mặt đất trước khi rời đi. Clear up, dọn dẹp sạch sẽ. Clear up cũng là một phrasal verb nha. Câu 20. Bốn trường hợp đều là dùng cho lời đề nghị. Chấm hỏi loại được hai thằng này bởi vì nó là thể khẳng định. Còn hai này thôi. How about là giới từ.
Thì ở đây sau giới tự thì verb phải thêm in, cho nên chắc chắn là why don't we. Câu 21 tiếp tục connect these nữa, từ nói trời mưa, trời đang mưa, vì thế chúng tôi không thể đi bơi được. Hai chữ vì thế nè, therefore, so. Nhưng mà nãy mình học rồi, therefore phải dùng giữa hai dấu phẩy. Để nó chỉ có một dấu phẩy thôi, dùng so. So có thể có dấu phẩy hoặc không có dấu phẩy đều được hết nha. 22. Phrasal verb gắn với tiểu từ nào để câu có nghĩa đúng? Bạn có thể thấy nhiều sự trao đổi mua bán là sự thương mại đó tiếp diễn ở thành phố thương mại này. Go on, tiếp diễn. Lúc này nhìn thì mình thấy mình không có học động từ phrasal verb nào hết, mà đây chỉ là giới từ đi theo sau thôi. Get access to. Get access to, truy cập mạng internet, tiếp cận mạng internet. Câu 24, câu hỏi đuôi. Nhìn bốn trường hợp, xác định đây là câu hỏi đuôi. Never, thể phủ định. Như vậy câu hỏi đuôi phải khẳng định. Goes, động từ chia ở thể hiện tại đơn, chủ từ của ba sự. Cho nên câu hỏi đuôi là does she. Câu 25 giới từ đi với động từ say. Say somebody or something from something or from doing something. Cứu ai khỏi cái việc gì đó, khỏi phải làm cái gì đó. Say dùng giới từ from. Câu 26 dạng của động từ hoặc thì. We are here to do something about this pollution. Tại sao là to do? Động từ chỉ mục đích. Chúng tôi ở đây để mà làm điều gì đó về sự ô nhiễm này. Động từ chỉ mục đích dùng to verb. Như vậy chúng ta phải biết nghĩa thì chúng ta mới biết mục đích hay không, đúng không? Gặp lại động từ suggest. Đằng sau nó cũng không phải là mệnh đề về suggest verb in rồi. Bốn cái option đều có phủ định. Phủ định của verb in chỉ là not verb in thôi. Câu 28. Bốn cái option nghĩa khác nhau hết. Vậy chúng ta chọn lựa về nội dung của câu. Bơm. Chỉ cần biết chữ bơm và biết nghĩa bốn từ này. Chỉ có chất lỏng mới bơm được, raw sewage. Raw sewage có nghĩa là nước thải chưa qua xử lý thì nó mới bơm được. Bốn option cũng là bốn từ nghĩa khác nhau. Vậy phải chọn nghĩa lại. Các con suối phủ đầy bọt phun, bọt khí mà nó bị nước dơ nó sủi lên đó, ha, bọt phun. Câu 30 đối đáp thì mình phải hiểu nghĩa và người ta đối đáp cái gì. Sao chúng ta không thuyết phục người ta đừng sử dụng bao ni lông nữa nếu không cần thiết? Trong bốn đáp án phù hợp nhất là good idea. Hay đấy, khi bạn đề nghị như vậy mà mình thấy đáp án, mình thấy cái điều kiện đề nghị đó là hay thì mình nói hay đấy, đúng đấy, good idea. Bốn từ nghĩa khác nhau, vậy phải hiểu nghĩa rồi. Việc bỏ các chất thải và là một vấn đề nghiêm trọng ở những thành phố lớn. Trong bốn cái này thì bỏ là bỏ rác. Ha? Những nghĩa khác thì vô là không có hợp. Thì nghĩa nó là như thế nào? Chúng ta cố gắng phải tự chúng ta suy nghĩ, tra từ điển để học luôn nha. Ở trên đây thầy không có thời giờ để mà viết dài chúng ta hết. Có những cái chúng ta cần phải tự mình làm, không phải là cái gì cũng thầy cô làm hết. Rồi, câu 32 dạng động từ và cũng có thì nữa, có thể là dạng, có thể là thì. Nhìn câu đề bài. By giới từ. Trong các động từ mà đi sau giới từ thì chỉ có verb in. Động từ đi sau giới từ thì phải là động từ thêm in. Catching. 33 câu đối đáp, còn ta đối đáp gì?
Còn về việc làm ra những tấm affix về bảo tồn và treo chúng xung quanh trường thì sao? Câu trả lời chính xác là let's do that. Chúng ta hãy làm như thế. Thấy bạn đề nghị đúng thì hãy làm như thế. Tiếp tục đối đáp nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên tái chế đồ để tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đây cũng là một đề nghị đúng. I agree, đồng ý. 35. Bốn từ nghĩa khác nhau, chọn về nghĩa. Phải hiểu nghĩa. Giảm lái xe lại sẽ giảm được khói thải exhaust fumes. Khói thải. 36. Giới từ đi với danh từ vision, dùng giới từ for. Có những cái mình nhìn vô mình biết liền nha các em nha. Mình phải học thuộc liền. Chẳng qua là do mình thông qua cái việc mình học bài thôi, hàng ngày thôi. Nhìn vô thấy cái gì nó quen thuộc, chọn ngay chứ đó. Và chắc chắn là mình phải biết chính xác nó là cái đó nha, nó là đáp án nha, chứ không phải là nói bừa nha. Rồi, bốn cái vừa có thể là adverb, có thể là conjunction, nói chung nó là connectives, liên từ, chỉ cần nghĩa thôi. Và ở đây thấy là the air will be, trong bốn đáp án thì thấy chữ if là phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì nó là có điều kiện loại một. Không khí sẽ ô nhiễm nhiều hơn nếu mà có nhiều xe hơi, xe buýt, xe tải trên đường phố. Nha. Will. Xin lỗi, if chứ. Will là trên đây mình đề điều kiện. If. 38. Đổi đáp. Trồng thêm cây để giúp làm sạch không khí thì sao? Câu này cũng là câu đúng, phù hợp. Good idea. Hay đấy, được đấy, đúng đấy. Đây, giới từ đi với harm. Harm ở đây là danh từ, sự nguy hại. Harm còn có thể là động từ. Và harm, động từ hay danh từ đều dùng giới từ to. Mình phải học thuộc. Harm, to. Giới từ đi với tính từ guilty cũng học thuộc lòng. Guilty of. Có những cái học thuộc lòng là buộc phải học thuộc lòng nha em nha. Dạng động từ hoặc là thì, nhìn vô để nhận ra định ngữ pháp. Have. Classroom là noun, là đồ vật. Cấu trúc causative passive, sai khiến nhờ bảo ở dạng bị động. Để lớp học được trang trí. Để cái gì đó cho người khác làm, dùng verb past participle hay là verb 3 ở đây. Động từ học quy tắc. Can be decorated. Học thuộc lòng. Account dùng với từ for. Học thuộc lòng nhé. Account dùng từ for. 43. Rồi, phrasal verb. Phải hiểu nghĩa. Vặn như thế nào, âm nhạc như thế nào để những người đằng kia có thể nghe được. Như vậy nhỏ quá ta không nghe. Turn up, vặn to lên. 44. Dạng động từ hoặc thì, nhận ra cấu trúc get. Mechanic phải hiểu nghĩa, đó là người thợ máy. Get somebody to do something, nhờ ai làm gì đó, dùng get thì dùng to verb. To check. Câu 45. Bốn option đều nghĩa khác nhau. Phải hiểu nghĩa. Theo như luật lệ hay là quy định gì đó, bạn phải cởi giày trước khi bước vào. Luật lệ hay là quy định, rules. Này, thầy vừa mới cho đáp án về giải thích tại sao sử dụng những cái đáp án đó cho chúng ta. Nếu chưa hiểu, vui lòng quay lại một lần nữa, nghe nữa nha. Rồi, giờ thầy nói về câu trả lời. Chúng ta thấy trên đây nè, nó để số 280, có nghĩa là có 280 học sinh trường mình trả lời. Nhưng thật sự không phải 280. Bởi vì có những bạn chỉ đề tên, không có đề lớp mấy hết. Thì thầy đoán là những bạn đó ở trường ngoài, ở ngoài trường chúng ta, không phải trường chúng ta. Như vậy thì tổng số học sinh khối chính chúng ta là hơn 400, mà chưa tới 280 học sinh làm bài. Có nghĩa là cũng còn một số khá lớn
đã tới là gần phân nửa học sinh không chịu làm bài. Như vậy thì các bạn nào mà biết bạn mình làm biếng á, cố gắng khuyên bảo các bạn đấy phải thường xuyên theo dõi website của trường để làm bài. Bài này không phải là bài kiểm tra để lấy điểm, không phải. Bởi vì chúng ta không thể nào chắc chắn được rằng bạn đấy ở nhà tự làm hay là có ba mẹ anh chị xung quanh anh chị giúp. Trên cái form này nè, ở phần bảng tính á, là thầy đã gài cái đáp án và cái số điểm thì nó sẽ cho ra điểm của chúng ta luôn, thầy không cần phải chấm gì hết trơn, nó chấm chính xác. Thì cũng có bạn làm rất tốt, làm đúng hết 45 câu á, nhưng mà trong số những bạn làm đúng hết 45 câu đó, có một vài bạn thầy trực tiếp giải trong trường và bạn đấy thật sự là không thể nào mà làm được 45 câu hết. Không thể nào. Có thông minh hay là có giỏi đi chăng nữa thì cũng không thể nào hoàn toàn 100% là đúng hết 45 câu. Cái khả năng đó rất là ít. Do đó đây chỉ là những bài để giúp chúng ta luyện tập trong những ngày chúng ta phải ở nhà để chúng ta đỡ hỏng kiến thức thôi. Còn mấy mốt ra thi thì có ai mà chỉ chúng ta đâu. Cho nên cố gắng nha, đừng bảo cha mẹ anh chị gì chỉ hết, tự làm thử. Không được thì mới hỏi ha, hỏi và hỏi cách làm thôi, rồi sau đó mình tự làm. Chứ đừng có để cha mẹ anh chị chỉ từ đầu tới cuối, cứ tưởng rằng cái bài này sẽ được lấy điểm thì làm như vậy để mình được lợi. Không đâu, không có chuyện đó nha các em nha. Cho nên là một lần nữa thầy nói là bài này không có lấy điểm kiểm tra, chỉ là tham khảo và nó cũng là một cái lợi thế để sau này khi quay trở lại trường học á, thì những em nào có tham gia làm bài, có nghĩa là có sự tương tác giữa thầy trò đó, thì bạn đấy có thể là được điểm cộng hoặc là được xét những cái mặt ưu tiên, mặt mạnh để khi mà xét duyệt á nha, chứ không hề lấy điểm chính thức nha. Rồi thôi, chúc các em luôn khỏe, tinh thần thư thái và cố gắng rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục theo dõi website của trường để tiếp tục làm bài, rèn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rất quan trọng phía trước. Chắc chắn là có thi đó, không thể nào bỏ đâu nha. Cố gắng lên các em nha. Bye bye.